bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời. Nào ta đi, nào ta đi, tiếng mà nhi đã sinh cho ta, tiếng mà nhi đã sinh cho trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời. Nào ta đi, nào ta đi, tiếng mà nhi đã sinh cho ta, tiếng mà nhi đã sinh cho đời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta dâng lễ mừng kính việc Chúa tỏ mình ra cho muôn dân, gọi là lễ hiển linh. Ba vua đã qua ánh sao mà đến tìm gặp được Chúa. Xin cho mỗi một người chúng ta cũng tìm gặp được Chúa trong cuộc sống của mình. Và khi gặp được Chúa rồi, xin cho mỗi người chúng ta lại trở nên một ánh sao, đưa người khác đến với Chúa. Chúng ta cũng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Phêrô. Để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Vì chúng con là xúc phạm nên Chúa. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Và ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các từng trời. Con chung tùng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con ca tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhắm lời chúng con cầu khẩn. Chúa cầu về cứu đất Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lời Chúa Giêsu Kitô,
chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa. Chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao. Cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay Chúa đã khiến ngôi sao chỉ đường đã mặc khải cho muôn dân nhận biết con một Chúa. Thần chúng con đã nhận biết Chúa nhờ đức tin dẫn lối đưa đường. Xin Chúa lòng thương đưa chúng con về chiêm gương thánh nhan vinh hiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách tiên tri Isaia. Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra, hỡi Jerusalem, vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kỳ tối tăm đang bao bọc địa cầu, vì u minh phủ kín các dân. Nhưng trên mình ngươi Chúa đang đứng dậy, vì vinh quang của Ngài xuất hiện trên mình ngươi. Chư dân sẽ lần bước tìm về sự sáng của ngươi, và các vua hướng về ánh bình minh của ngươi. Hãy ngước mắt lên chung quanh và hãy nhìn coi tất cả những người đó đang tập hợp, đang tìm đến với ngươi. Các con trai của ngươi tự đàn xa đi tới, và các con gái ngươi đứng dậy từ khắp bên hông. Bây giờ ngươi sẽ nhìn coi, và ngươi trở nên rực rỡ, tim ngươi sẽ rạo rực và sẽ phồng lên, bởi vì những kho tàng bể khơi tuôn đến với ngươi, nguồn phú túc của chư dân sẽ tới tay ngươi. Những con lạc đà tràn ngập vây phủ lấy ngươi, những lạc đà một bú tự xứ Madian và Epha, tất cả những ai từ Saba đi tới, đem theo vàng và nhũ hương, và họ sẽ tuyên rao lời ca ngợi Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, xin ban quyền xét đoan khôn ngoan cho đức vua, và ban sự công chính cho hoàng tử, để người đoan xét dân Chúa cách công minh, và phân xử người nghèo khó cách chính trực. Sự công chính và nền hòa bình viên mãn sẽ trên nơi trong chiều đại người, cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng, và người sẽ thống trị từ biên nọ đến biên kia, từ sông Cai đến tận cùng trái đất. Vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, và sẽ cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, và cứu thoát màn sông kẻ cùng khổ. Chúc tôn danh người đến muôn đời, danh người còn tồn tại lâu dài như mặt trời. Vì người, các chi họ đất hứa sẽ được chúc phúc, và các dân nữa sẽ ca ngợi người. Thank you.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết rằng Thiên Chúa đã ban cho tôi việc phân phát ân sủng cho anh em, là theo ơn mặc khải cho tôi biết, tôi đã được thấu hiểu mầu nhiệm mà con cái loài người, các thế hệ khác không được biết. Nhưng nay đã mặc khải cho các thánh tông đồ của người và cho các vị tiên tri, nhờ thánh thần và nhờ tin mừng, các dân ngoại được nên đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của người trong Chúa Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, trong thời vua Hê-rô-đê, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Giê-ru-sa-lem. Các ông nói: vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương, và chúng tôi đến để triều bái người. Nghe nói thế, vua Hê-rô-đê bối rối và tất cả Giê-ru-sa-lem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: tại Bethlehem thuộc xứ Giu-đa, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép. Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Giu-đa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Giu-đa? Vì từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel, dân tộc của ta. Bấy giờ Hê-rô-đê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cũng đến triều bái người. Nghe nhà vua nói, họ lên đường, và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng, và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy hài nhi và bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lại người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo đừng trở lại với Hê-rô-đê, họ đã qua đường khác trở về xứ sở mình. Đó là lời Chúa. Cộng đoàn phụng vụ và thiếu nhi các con thân mến, lễ này là lễ hiển linh mà mình quen gọi là lễ ba vua. Thế nhưng mà có một văn sĩ kia nảy ra một ý tưởng, và ông ta viết câu chuyện vị đạo sĩ thứ tư. Tức là đối với mọi người thì có ba, nhưng mà với ông văn sĩ Van Hendrik đó, thì là có bốn ông vua. Ông vua thứ tư vậy ở đâu mà không thấy phúc âm nói đến? À, như thế này là bốn ông đó ở bên đông phương bàn tính với nhau lên đường để đi dâng lễ vật cho hài nhi. Thấy ngôi sao đó đúng là có một ông vua mới ra đời, bàn với nhau, rồi sau đó là hẹn nhau đi chung. Thế nhưng mà ông vua thứ tư thì trên đường đi đến chỗ họp hẹn với nhau đó, thì gặp một bà già
bà ta đói và rách và rét run lên, thì ông mang đi 3 viên ngọc quý. Các con nghe kể chuyện là các lễ vật các vua dâng là gì? Vàng nè, rồi gì nữa? Nhũ hương, rồi gì nữa? Mộc dược. Vàng là để là cái món quà cho vua, nhũ hương là dành để cho Chúa, là sông hương đó. Và mộc dược là để nói về cái chết của Chúa Giêsu, cái thuốc mà liệm xác đó. Thế thì 3 món quà đấy, còn ông vua thứ tư thì mang theo 3 viên ngọc, ngọc quý. Ông thấy một bà già đói rét, ông thương quá, ông mới cho 1 viên ngọc quý. Là còn mấy viên? 2. Cái đi một lúc nữa, cái lại gặp một cái cô gái mà bị lính bắt lại, họ định cưỡng hiếp cô gái này. Ông ta dừng lại rồi nói chuyện hồi lâu rồi, và cuối cùng thì ông ta đưa cho mấy anh lính 1 viên ngọc quý nữa để cho cô gái này được tự do. Thế là cho mấy viên rồi, vậy còn mấy? Còn 1. Nhưng mà cái quan trọng đó là vì giúp người này giúp người kia như vậy, cho nên là đến nơi thì 3 ông kia đi mất rồi. Thế là làm sao? Thế là thôi cứ theo ánh sao đó mà đi. Và rồi trong phúc âm thì không kể lại gặp ông vua này gặp Chúa Giêsu. Là tại sao vậy? Tại vì đi sau. Thành ra khi mà ông ta đến Jerusalem đấy, thì lúc đó thì vua Herode đã ra cái lệnh là bắt hài nhi, và lính xông vào, trẻ nào từ 2 tuổi trở xuống là chém, là giết, con trai là giết hết. Thế thì ông vua thứ tư này đến đó mới thấy lính xách chân một em bé giơ lên rút kiếm ra đang định đâm. Thì bà mẹ mới đến xin là thôi tha cho con tôi. Thế thì ông vua này ông muốn cứu, mà rồi biết làm sao bây giờ, còn 1 viên ngọc để mà dâng cho Chúa, thì lấy ra cho anh đính luôn, anh tha cho đứa bé này đi, rồi tôi đưa anh 1 viên ngọc này. Thế là có 3 viên, cho hết cả 3. Lúc đó thì Thánh Giuse Đức Mẹ đã đưa Chúa Giêsu qua Ai Cập rồi, và ông ta cứ đi theo ánh sao rồi đi sang bên Ai Cập, cả cuối cùng thì cũng gặp được hài nhi Giêsu ở bên Ai Cập. Mà lúc đó không có gì hết, gặp rồi và ngại quá, bây giờ gặp đấng cứu thế mà không có quà gì cả. Nhưng mà lúc đó Chúa Giêsu mới nói với ông đạo sĩ thứ tư đó là: người đã cho ta món quà rất quý. Ông nói có gì đâu, 3 viên ngọc mà con đã cho một bà già đói nè, rồi 1 cô gái bị lính bắt nè, và 1 cứu mạng 1 em bé trai này là cho ta đó. Vậy à, vậy mừng quá. Và cái câu đáp ca chúng ta đọc đi đọc lại đó: lạy Chúa, mọi dân trên địa cầu đều thờ lạy Chúa. Và chúng ta là những người tin vào Chúa rồi thì mình đến nhà thờ mình thờ lạy Chúa. Nhưng mà rồi cái thờ lạy đích thực mà Chúa mong ước đó là cái chi vậy? Là ta sống bác ái với mọi người. Ai mà sống bác ái thương người này giúp người kia đó, là người đó để cho Chúa điều khiển cuộc sống của mình. Vì câu đáp ca thứ 3 chúng ta nghe đó: vì người sẽ giải thoát kẻ nghèo khó khỏi tay kẻ quyền thế, cứu người bất hạnh không ai giúp đỡ. Người sẽ thương xót kẻ yếu đuối và người thiếu thốn, cứu mạng sống kẻ cùng khổ. Và Chúa làm như vậy thì ta là người thờ Chúa, ta không làm ngược lại được, ta cũng làm giống như Chúa vậy. Và như vậy ta là cái người thờ Chúa trong lòng. Và ông vua thứ tư thì làm Chúa hài lòng lắm, không có quà gì dâng cả. Nhưng mà ông đã cho những người mà Chúa muốn sống tình bác ái. Rồi và như vậy đối với mọi người, nhưng mà riêng với giới trẻ và thiếu nhi các con, thì chúng ta cần có một cái Chúa để thờ. Và một cái cầu thủ nổi tiếng trước đây, bây giờ thì chắc là thỉnh thoảng các con còn nghe, nhưng mà những người lớn tuổi một chút á thì biết cái cầu thủ Pele, các con đã nghe chưa?
Pele năm 1977. Có khi bố mẹ lúc đó các con mới sinh đấy. Nhưng mà ngày mùng 1 tháng 10 năm 77 thì Pele đá cái trận cuối cùng trước khi mà thôi chơi bóng đá đó. Pele là một cầu thủ rất là giỏi, vào sân là thế nào cũng ghi bàn. Và trong trận cuối cùng đó thì ông đã ghi cái bàn thắng cuối cùng của mình, tức là bàn thắng thứ 1278. Có mấy người mà đá được nhiều như vậy? Các con thử nghĩ xem coi, mình một năm mình đá bóng, cứ cho là mỗi tuần một trận đi, thì mỗi trận mà gọi là đá được, mỗi tuần mà ghi được 10 bàn thì đã là ngon rồi phải không? Vậy thì ghi mỗi tuần đều ghi 10 bàn cả thì là chuyện không tưởng rồi đấy. Mà này 1278 bàn trong vòng 10 năm đá bóng thì kể như là ghi bàn liên tục. Nhưng mà rồi sau đó thì ông tuyên bố từ giã đời cầu thủ chuyên nghiệp. Và một phóng viên mới hỏi: Pele, anh đang là thần tượng cho bao nhiêu người trẻ, vậy trong cuộc đời của anh có thần tượng không? Và Pele mới chỉ vào cái thánh giá đeo trước ngực: có chứ, thần tượng của tôi chính là Đức Giêsu Kitô. Và thật sự là hay, tức là một người cần phải có một thần tượng cho cuộc sống của mình. Một cầu thủ nổi tiếng cả thế giới mà đã lấy Chúa làm thần tượng cho mình, ba đạo sĩ hôm nay cũng lấy Chúa làm thần tượng cho mình để mà theo đuổi, để mà tìm, để mà gặp. Và vị đạo sĩ thứ tư mà cha kể chuyện vừa rồi đó, tuy rằng là không gặp Chúa trước đó nhưng mà đã coi Chúa là thần tượng của mình khi mà sống một đời bác ái yêu thương. Và nếu bây giờ ta coi Chúa làm thần tượng của mình thì ta theo Chúa, ta tìm ra gặp. Và khi đã gặp Chúa rồi đó thì ta lại trở nên một ngôi sao lạ, để cho người ta qua đó mà tìm đến mà gặp Chúa. Cha Ignacio Trần Ngà ở địa phận Phan Thiết, ngài kể một câu chuyện hay và cũng là hợp cho thiếu nhi các con. Ngài kể: năm 1999, vào ngày cuối năm, tôi ban bí tích rửa tội cho hai em nhỏ. Người chị đó tên là Teresa Huỳnh Thị Bích Hằng, lúc đó 15 tuổi. Còn người em là Maria Huỳnh Thị Bích Nga, là 12 tuổi. Hai em mồ côi cha mẹ nên chẳng được học hành, rồi lớn lên mới được rửa tội như vậy. Và được một cái người cô ruột thương tình đem về nuôi. Điều oái âm là cái cô, người cô đấy, tuy là người có đạo nhưng mà chẳng đi lễ bao giờ. Mỗi tối thì gia đình này bán phở đến 12 giờ đêm, và hai cái người cháu này cũng phải lo làm việc cho đến khuya như vậy. Không lẽ mình được cô nuôi mà không giúp việc cho cô? Thế nhưng mà từ ngày hai cháu rửa tội rồi được đến nhà thờ thì được các nữ tu dạy cho biết Chúa và giáo lý. Học giáo lý rồi, tự nhiên hai cháu bỗng nhiên yêu mến Chúa một cách nhiệt tình và yêu thích học giáo lý một cách đặc biệt. Cứ mỗi ngày Chúa Nhật, hai cháu lại thấy trong lòng nó vui rộn rã vì lại có dịp đến với Chúa. Lòng nhiệt tình của hai cháu đã làm bừng lên nhúng đức tin như tro tàn nguội lạnh trong lòng cô Dường. Thế rồi cô Dường cũng sốt sắng đi thờ phượng Chúa trong các ngày Chúa Nhật. Sau khi đã bỏ nhà thờ đến gần 10 năm, người cô nói với tôi, tức là cái cô đó nói với cha Trần Ngà đó, thấy hai cháu sốt sắng quá, thét rồi hai vợ chồng con cũng sốt sắng lây. Và như vậy hai người cháu đó là hai ánh nến nhỏ trong gia đình, và qua đó đã làm cho bà cô cũng đến với Chúa nhiều hơn trong thánh lễ. Và mừng lễ Chúa hiển linh, ta nhớ đến Chúa đã mời gọi mọi người đến với Chúa qua ánh sao. Và Chúa không bắt buộc, Chúa mời, và ai đến thì đến. Thế nhưng mà rồi những người đến mà gặp Chúa thực sự rồi thì lại phải trở nên ánh sao để đưa người khác đến với Chúa. Một cái ông kia giảng ở ngoài sân vận động, ông thế đang lúc mà đang giảng như vậy, tự nhiên cúp điện tối hết. Người ta giật mình sợ hãi. Nhưng mà cái này không phải là bị cúp điện,
mà là ông đã dặn trước rồi, đến lúc đó là tắt điện đi. Xong rồi cái ông mới nói trong mic, bởi vì vẫn còn điện mà chỉ có bóng đèn thì tắt thôi. Ông mới kêu là: tối anh em có thấy gì không? Không. Xong rồi ông mới quẹt một que diêm nhỏ thôi tí xíu à. Ông giơ lên: rồi có thấy que diêm không? Có. Và ông chỉ kết thúc như vậy. Một que diêm nhỏ mà trong bóng đêm ai cũng thấy. Vậy thì bây giờ chung quanh chúng ta là nhiều cái gương xấu, nhiều cái tội lỗi tồi tệ này kia, ta hãy trở nên một que diêm nhỏ giữa bóng đêm xoáng lên. Các con đi học hãy giữ hai cái điều sau đây. Cái thứ nhất, bây giờ là thấy đánh nhau nhiều quá, các con hãy hiền lành. Cái thứ hai, bây giờ thấy gian dối nhiều quá, các con hãy trung thực. Chỉ cần giữ hai chữ này là mình trở nên ánh nến, một xin lỗi mà trở nên cái que diêm thắp lên, ai cũng thấy được. Ở trong thế giới ngày hôm nay đầy bạo lực và đầy gian dối, chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa, xin cho mỗi người chúng ta trở nên một que diêm nhỏ thôi, nhưng mà làm cho mọi người nhìn thấy được Chúa Kitô qua đời sống của mình. Mời cộng đoàn đứng. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tăng vô cùng dựng nên trời đất. Phong siêu phi la tu chiều đông đinh trên cây thánh giá trên và thánh giá xương đùng tu tưng ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen. Anh chị em thân mến, Chúa Kitô là ánh sáng chiếu soi muôn dân. Hôm nay Ngài tỏ mình cho các nhà đạo sĩ phương Đông nhận biết và đến thờ lạy. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta dâng lời nguyện xin. Vì ánh sáng của Ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã tỏ rạng trên Ngươi, xin cho các vị chủ chăn trong hội thánh luôn được ơn Chúa Thánh Thần soi dẫn, để các ngài trở nên những ánh sao dẫn đường cho mọi người chung quanh bằng một đời sống gương mẫu với tinh thần dấn thân phục vụ. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Xin cho những người thành tâm thiện chí luôn khao khát chân lý, tìm được trong tin mừng ánh sáng dẫn lối, giúp họ nhận biết và tìm về với Thiên Chúa là nguồn sự thật và sự sống. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Xin cho mọi người chúng ta biết vươn lên khỏi quyến rũ của danh, lợi, thú, để sẵn sàng bước theo ánh sáng của chân lý và không ngần ngại biến mình thành quà tặng cho mọi người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Chúa, xin thương nhận những ước nguyện chúng con dâng, để nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, chúng con trở nên chứng tá tin mừng tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin đoái nhìn lễ vật hồi thánh Chúa tiên dâng. Đây không phải là vàng nhũ hương và mộc dược, nhưng là bánh rượu tượng trưng cho Đức Giêsu Kitô, đấng đã từ hiên tê và trở thành lương thực nuôi dưỡng chúng con, người hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì hôm nay Chúa đã mặc khải chính mầu nhiệm cứu độ chúng con trong Đức Kitô để soi sáng muôn dân. Vì khi người xuất hiện trong bản tính phải chết của chúng con, Chúa đã dùng vinh quang mới bất diệt của người mà phục hồi chúng con. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Thánh thánh, Chúa là Thiên Chúa càng đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôn đức người để nhận danh Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thân là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thi thức ngay sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng ta ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chịu chinh và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Tô Ma và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tu tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mỗi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tướng người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Trên trời chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.